Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 8 tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc sự kiện Agritechnica Asia Live 2022. Tham dự có ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân một số địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đơn vị doanh nghiệp và 300 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cùng dự có đại diện Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, Hiệp hội Nông nghiệp Đức, đại diện Đại sứ quán một số nước và các tổ chức quốc tế. Phát triển nông nghiệp bền vững nói chung và cơ giới hóa nói riêng là một trong những mục tiêu quan trọng của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, cơ giới hóa đồng bộ đối với sản xuất cây trồng chủ lực đạt trên 70%, đối với cơ sở chế biến, bảo quản nông sản chủ lực đạt trên 70%. Thu nhập người dân nông thôn sẽ bằng gấp 2,5 đến 3 lần so với năm 2020, tức khoảng 120 triệu đồng một người một năm. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã và đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có việc tổ chức sự kiện Agritechnica Asia Live 2022. Vinh dự đăng cai tổ chức sự kiện hôm nay, chúng tôi mong muốn các vị đại biểu trong nước và các vị khách quốc tế tham dự trực tiếp cũng như trực tuyến quan tâm thảo luận đóng góp ý kiến đối với một số nội dung chính sau đây. Định hướng tri thức hóa nông dân kết hợp với chương trình đào tạo tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ, nhất là các công nghệ thông minh, công nghệ chính xác và bảo vệ môi trường cho người sử dụng máy, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp. Theo tiến trình phát triển công nghệ trong nông nghiệp, cơ giới hóa nông nghiệp không chỉ thiên về mục tiêu năng suất, sản lượng mà hướng đến nền nông nghiệp chính xác, nâng cao chất lượng, giá trị cho nông sản, giảm chi phí theo tư duy ít hơn để được nhiều hơn. Với chủ đề cơ giới hóa đồng bộ hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững, sự kiện Agritechnica Asia Live 2022 diễn ra tại Cần Thơ có quy mô khoảng 4.000 đại biểu, bao gồm lãnh đạo các địa phương, các đơn vị doanh nghiệp, khách tham quan trong nước và quốc tế. Sự kiện bao gồm các hoạt động chính như trình diễn mô hình sản xuất công nghệ và thực hành trên đồng ruộng, trưng bày triển lãm công nghệ máy móc và các giải pháp sáng tạo, các hội nghị khoa học quốc tế, hội nghị vệ tinh, hội thảo chuyên đề ngoài đồng ruộng, vân vân. Vinh dự được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn là địa phương phối hợp tổ chức sự kiện quốc tế quan trọng này, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ gửi lời cảm ơn ban tổ chức, đồng thời bày tỏ tin tưởng sự kiện sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Sự kiện được tổ chức tại thành phố Cần Thơ là cơ hội để tất cả chúng ta trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo nhằm đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp. Thông qua sự kiện này là nơi để các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại và kết nối giao thương với các khách hàng tiềm năng trong và quốc tế. Ngay sau lễ cắt băng khai mạc sự kiện, các đại biểu đã đến tham quan khu trưng bày triển lãm máy móc cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp và gian hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp của các tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Cửu Long.